Em chào mọi người nha. Bữa nay bên em lại đột nhập kho sản xuất bồn inox của Bình Minh. Kho chuyên nhận hàng đặt đơn đặt hàng. Bồn inox Bình Minh, bồn inox hoa sen. Rất chi là nhiều. Đây là kho xưởng sản xuất rồi mọi người ha. Đó, quá trời này. Ai mình cần số lượng trên như thế nào, cần mở đại lý, nhà phân phối, cửa hàng bán lẻ thì mình có thể liên lạc để mình lấy bồn, mình đặt bồn được mọi người ạ. Đây là những cái bồn mới, chưa có tem mác nhưng là một cái bồn hoàn chỉnh, đầy đủ mọi người ha. Mình thích inox 304 có, thích inox 445 có, thích bồn hàn mép có, thích bồn dập không có mối hàn có, bồn công nghệ mới đó, bồn công nghệ mới ta chỉ dùng gò và vén mép đầu bồn chứ không có mối hàn, như vậy sẽ không bị bồn không bị nước phèn ăn mòn. Đây là bồn công nghệ cũ thì nó có cái đường hàn ở đầu bồn như thế này này và hàn mép. Còn bồn công nghệ mới em giới thiệu cho mọi người đây. Này là hàng bị rơi móp, được đổi về kho để bảo hành lại. Đây hàn. Bồn không có mối hàn đây. Được vén mép bình thường. Đó. Cái mép này được vén lại, cái đầu bồn là được vén lại nguyên cả cái bồn, không có mối hàn nào hết, do vậy mà sẽ không bị nước phèn ăn mòn. Bồn này em nghe bên nhà máy nói là phục vụ khu vực miền Tây nhiều đây, và đầu bồn dập chữ inox 445 luôn. Còn một loạt bồn hoa sen đây ạ. Bồn hoa sen này bên em đi xem để thanh lý lại đây. Những cái hàng này là do lỗi, bị rơi, bị móp, bị sử dụng sai mục đích nên là được trả về kho. Bữa nay thanh lý lại 500, 1.000, 1.500, bồn đứng, bồn ngang, đầy đủ cả mọi người ha. Ai mình cần loại nào thì mình cứ đặt hàng, loại nào cũng có, giá tiền nào cũng có, phù hợp với từng khu vực người dân mình xài ha. Trước đây nhiều người nói là inox 445 thì không tốt, nhưng hôm nay thì em thấy là inox 445 xài cho được cả vùng nước phèn luôn, bằng cái công nghệ mới là không có mối hàn ở bồn, toàn bộ bồn được ghép mí luôn, và vậy mà đựng nước phèn vô tư luôn. Cái công nghệ mới đấy bồn sẽ ra cái giá thành nó cao hơn công nghệ cũ mình một chút, nhưng mà xài thì yên tâm hơn, không bao giờ bị ăn mòn. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Ai mình cần cái bồn nước inox, cần đặt hàng, cần làm nhà phân phối, cần làm nhà bán lẻ thì mình có thể liên hệ với bên em để mở đại lý, để làm chi nhánh, mở chi nhánh nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mình nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước hơn. Tạm biệt mọi người nha. Nhớ đăng ký kênh để mình có thể là theo dõi để mua được những cái bồn nước thanh lý giá rẻ mà chất lượng còn tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.